thì không biết là thầy với bạn Dung có theo dõi cái trang đấy không ạ? Chưa, có gì em gửi cho mọi người lên trên đây luôn đi được không em? Để tụi tôi add vào, tụi tôi xin xin tham gia cái group đó để hiểu thêm, biết thêm em ha. Dạ. Dạ, thầy và các anh chị có nhìn thấy màn hình của em không ạ? Rồi, thấy nè. Thưa thầy và các anh chị thì hôm nay em xin trình bày về bệnh lý AML ạ. Tức là cái ung thư, tức là bạch cầu cấp rồng tủy đấy. Và hôm nay thì em trình bày về một cái đột biến mà nó có tần suất khá là thường gặp trong cái ung thư này. Đó là đột biến gene ở FLT3. Và trong cái bài báo này được đăng tải sau report nhưng mà cũng khá lâu rồi, năm 2015, thì họ chứng minh được rằng là cái FLT3, cụ thể là cái đột biến ITD này, nó đã tạo nên được một cái chromatin signature rất đặc trưng cho cái riêng cái đột biến này ở trên các cái bệnh nhân mắc cái bệnh AML này. Thì em nói lại một chút về cái bệnh AML thì bình thường là ở trong tủy xương thì sẽ có các cái cụ thể là tủy đỏ sẽ có các cái tế bào gốc tạo máu, nó sẽ chia làm hai dòng tế bào, đấy là tế bào dòng tủy và tế bào dòng lympho. Tế bào dòng tủy thì sau đó sẽ phân chia và biệt hóa thành các cái tế bào blast dòng tủy, và các tế bào này sau đó sẽ phát triển và tạo thành các cái bạch cầu trong máu ngoại vi. Thì nếu như có quá trình đột biến xảy ra và làm gián đoạn quá trình này khiến cho các cái tế bào blast này tăng sinh một cách không kiểm soát đấy, và đồng thời làm giảm cái quá trình biệt hóa của cái tế bào này đi thì sẽ dẫn đến bệnh lý là AML. Thì dựa trên hai cái đặc điểm đấy là sự tăng sinh không kiểm soát của tế bào và các cái tế bào này là các cái tế bào non chưa trưởng thành mà chưa có sự biệt hóa đấy, thì người ta đã đề xuất ra một cái giả thuyết mô hình là hai cú hích ở trong cái bệnh AML này. Thực ra cái mô hình hai cú hích này cũng có khá nhiều ung thư chứ không phải mỗi AML này, nhưng mà cụ thể trong cái bệnh AML này thì họ nói rằng cái đột biến thứ nhất được phân loại ở đây là các cái đột biến liên quan đến gene mà nó sẽ góp phần vào quá trình phát triển của tế bào. Cụ thể ở đây thì có là cái gene FLT3, cái gene c-kit, RAS, FGFR. Thì cái gene này nó sẽ góp phần vào sự phát triển của tế bào cũng như là làm ngăn cản cái quá trình chết theo chương trình của tế bào. Thì nếu như mà theo cái giả thuyết này, nếu như mà chỉ có một cái đột biến ở cái nhóm này thôi thì là chưa đủ, nên cần phải có một cái đột biến ở cái class 2 là gồm các cái gene mà nó liên quan đến quá trình mà biệt hóa của tế bào. Thì khi mà có cả đột biến của các cái gene này kết hợp với cả đột biến ở class 1 này thì nó sẽ tiến triển thành bệnh lý AML. Tuy nhiên thì cái mô hình này thì được cái giả thuyết này được đưa ra vào năm 2008, và gần đây thì họ thấy rằng là rất nhiều các cái bệnh nhân mà chỉ mang cái đột biến FLT3 hay các đột biến thuộc class 1 này thôi nhưng mà cũng có thể tiến triển thành AML. Thì họ đặt ra một cái câu hỏi rằng là liệu có cái mối tương quan nào giữa cái đột biến class 1 này với cả cái quá trình biệt hóa này hay không? Nếu như cái class 1 này nó đột biến và nó gây ra cả được cả một quá trình tăng sinh tế bào cũng như là biệt hóa tế bào này, bất thường trong biệt hóa tế bào này, thì nó bản thân nó cũng có thể dẫn đến AML. Thì cái mục đích của cái bài báo này là đã tìm ra được cái một cái cơ chế như vậy ạ. Thì em nói lại một em xin trình bày về cái FLT3. Thì FLT3 thực chất là một cái gene nó mã hóa cho một cái phân tử protein xuyên màng. Thì phân tử này đóng vai trò như là một cái receptor, một cái thụ thể, còn có cái vùng còn có cái domain ở phía bên ngoài tế bào, vùng xuyên màng, vùng JMD tức là Juxta Membrane Domain tức là vùng cạnh tế bào, vùng TKD tức là cái vùng tyrosine kinase domain tức là cái vùng mà có nhiệm vụ là tham gia vào quá trình xúc tác
Thì bình thường ở các cái tế bào máu bình thường thì khi mà có các yếu tố tăng trưởng hay là các cái hormone ấy, được gắn vào cái vùng domain ở phía bên ngoài này của tế bào thì nó sẽ kích hoạt cái receptor này và sẽ dẫn đến một loạt các cái phản ứng bên trong của tế bào ạ. Tuy nhiên ở trên cái phân tử FLT3 mà bị đột biến ấy, thì nó lại xảy ra một quá trình đấy chính là constitutively activating thì họ định nghĩa đấy chính là cái quá trình mà hoạt hóa mà không cần đến chất gắn, tức là cái FLT3 khi mà bị đột biến ấy, thì thậm chí không cần có các cái yếu tố tăng trưởng ở bên ngoài tế bào ấy, thì nó vẫn xảy ra các cái quá trình xúc tác ở bên trong tế bào này. Thì cái đột biến của FLT3 thì họ chia làm hai dạng chính ạ. Dạng thứ nhất là đột biến ITD và dạng thứ hai là TKD. Thì với cái đột biến ITD ở đây thì nó viết tắt của từ là internal tandem duplication, nghĩa là các cái đột biến mà liên quan đến lọc đoạn. Cụ thể nó sẽ cài thêm một đoạn từ 3 cho đến 400 base pair, và vị trí thường gặp nhất của nó thì là ở vùng JMD, tức là cái vùng cạnh màng tế bào. Đột biến thứ hai là đột biến TKD. Thì thực chất cái đột biến này là một đột biến point mutation, đột biến điểm, và vị trí của nó thì lại hay xảy ra ở cái vùng TKD. Trong đấy thì hay xảy ra nhất là TKD2. Cho nên là cái đột biến này nó cũng có một cái tên gọi khác, đặt tên luôn theo cái vị trí xuất hiện của nó là FLT3 TKD. Thì theo họ theo như là cái thống kê đây là lấy trên một cái cohort LAML đấy, thì họ thấy rằng là cái trong các cái bệnh nhân AML mà bị đột biến gene ấy, thì FLT3 là một trong những cái gene mà có cái tỷ lệ đột biến cao nhất ấy. Và trong các cái đột biến FLT3 này thì cái đột biến ITD ấy, tức là đột biến mà in frame insertion này đấy, thì chiếm tỷ lệ nhiều hơn cả. Và đây cái đột biến FLT3 ITD này cũng là cái đối tượng nghiên cứu của cái bài này, cũng là cái đột biến gene mục tiêu nghiên cứu của cái bài này. Thì ở đây là em lấy cái hình vẽ luôn ở cái phần abstract của cái bài báo đấy. Thì họ đưa ra luôn một cái quá một cái để tổng kết luôn cái kết quả của cái nghiên cứu của họ. Thì họ phát hiện rằng là cái đột biến gen FLT3 ITD này đấy, thì nó sẽ kích hoạt một loạt cái con đường chuyển hóa phía sau, con đường tín hiệu phía sau ấy. Trong đó được biết đến là có con đường RAS MAPK signaling ấy. Con đường này thì đã được biết đến rất nhiều các cái ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến giáp hay là một số các bệnh lý di truyền nó cũng có cái con đường này. Và họ chứng minh được rằng là cái FLT3 mutation ấy, nó sẽ kích hoạt cái con đường này và cuối cùng là kích hoạt và thay đổi cái quá trình biểu hiện của gene ở trong nhân của tế bào. Thì để chứng minh được điều đấy thì họ đã tiến hành sáu cái bước như này. Đầu tiên thì họ làm cái micro array để đánh giá cái sự biểu hiện của mRNA. Thứ hai thì họ sử dụng cái giải trình tự DNA cho các cái vùng exon của 55 cái gene mà có liên quan đến cái bệnh lý AML. Thứ ba là họ sử dụng cái DNA-seq để phát hiện các cái DHS mà có liên quan đến các cái seed regulatory elements. Và từ các cái DHS đó thì họ sẽ xem được là những cái DHS đó thì nó được gắn bởi các cái TF, tức là các cái transcription factor nào. Và họ tiếp tục làm cái chip seq để phát hiện xem là các cái TF mà gắn vào DHS đấy thì là các cái protein, là các cái transcription factor cụ thể nào. Và cuối cùng là họ tiến hành làm cái DNA methylation 450K để đánh giá cái mức độ methyl hóa trên các cái mẫu bệnh phẩm ạ. À, em ơi, em cho tôi hỏi tí xíu để mình yên tâm tí xíu. Cái phần mà làm chip seq cái số 5 á, thường kỹ thuật chip seq có nghĩa là em biết cái
antibody đúng không? Em biết cái protein nào, Dạ. em biết cái transcription factor nào đúng Dạ không? dạ. Vâng. Bây giờ ở đây thì mình muốn detect cái specific protein bao chỗ đó, detect cái protein nào thì đâu có sử dụng kỹ thuật chip seq được. Kỹ thuật chip seq là phải biết cái protein nào đúng không, để xong xuôi rồi mình mới làm cái chip seq đó, rồi xong xuôi mình mới có cái vị trí ở trên cái DNA và mình overlap với lại cái DHS đúng không. Chứ bây giờ làm sao mà Trong khi như là đúng đúng như thầy nói đấy, nhưng mà đây là em lấy câu nguyên văn trong bài báo của họ, nhưng mà cái phần sau diễn giải thì đúng như là thầy nói ạ. Dạ vâng, đúng là như thầy nói thì họ sẽ ở đây thì cái bài này họ chỉ làm chip seq của một cái là run X1 này đấy, sau đó họ overlap với cả cái DHS để xem nó có biểu hiện giống như là cái DHS hay không. Cái phần sau em sẽ trình bày và đúng như thầy nói, nhưng mà cái này là em copy thì trong bài báo ra thì không biết là diễn giải Rồi. chắc nó bị nhầm. Dạ. Rồi còn cái số 6 của em là Dạ. nó làm ở cell line em, cái À, 450K dạ. này Dạ. Dạ cái này cái mẫu tất cả mẫu đây họ đều lấy là từ 19 bệnh nhân AML thì dạ. Không có. à. Dạ. Chứ họ không lấy từ cái TCGA 450K mà họ làm cho cái sample mười mấy sample của họ đúng không? Họ làm sample của họ và họ có so sánh với cả TCGA Ok, ạ. rồi, được, cảm ơn em. Em thấy họ làm cũng khá là. Dạ. Dạ em sang slide này được. Rồi, Dạ. tiếp tục. Dạ vâng thì về thiết kế thí nghiệm của họ đấy ạ. Thì họ là lấy mẫu bệnh phẩm của trên bệnh nhân thật ạ. Thì họ lấy được 19 bệnh nhân AML. Trong đấy thì có 9 bệnh nhân là có đột biến FLT3 ITD này. Thì được đánh số từ ITD 1 cho đến ITD 9. 10 bệnh nhân còn lại thì là các cái bệnh nhân mà không mang đột biến FLT3 thì ký hiệu là wild type 1 cho đến 10 ạ. Dạ. Sau đó họ cũng nói là bởi vì cái FLT3 ITD này đấy ạ. Nó là cái đây cũng là một trong cái nhược điểm của giải trình tự đấy, cái FLIT3 ITD này nó là một cái insertion mà kích thước nó cũng khá lớn đó. Nó là mấy trăm base pair đấy, cho nên là nếu mà sử dụng cái giải trình tự exome ấy thì sẽ không bắt được, cho nên là họ phải sử dụng cái phương pháp là PCR để phân loại các cái để tìm và đánh giá các cái đột biến FLT3 ITD này. Đây là họ chạy trên PCR của họ điện di và đây là kết quả của họ. Dạ thì họ ngoài ra thì họ có làm thêm một cái mẫu bệnh phẩm mà có đột biến cái gene là JAK2 và lấy thêm cái tế bào là BBSC tức là peripheral blood stem cell, như là tế bào gốc ở trong máu ngoại vi thì để họ làm một cái mẫu healthy control. Nhưng ngoài các cái mẫu mà AML mà mắc AML nhưng mà wild type rồi thì họ lấy luôn một cái mẫu mà không bị AML để làm control nữa. Đã, thì đấy là về thiết kế thí nghiệm. Thì bước đầu tiên của họ là họ tiến hành làm cái microarray để đánh giá cái mức độ biểu hiện của gene. Và sau đó thì họ tìm cái mối tương quan giữa cái mức độ biểu hiện của gene này và họ vẽ được một cái biểu đồ sử dụng cái Pearson correlation này thì họ thấy được rằng là các cái mẫu mà đột biến FLT3 ITD ấy, thì gần như là có cái mức độ biểu hiện gen khá là tương đồng với nhau, xấp xỉ bằng một hoặc gần một ở chỗ này như là bên này ấy, như là cái mặc dù là mang đột biến FLT3 ITD nhưng mà có mức độ biểu hiện gen là khá tương đồng với nhau, trong khi cái wild type đấy thì gần như lại không có sự tương đồng mấy ạ. Cái này cũng cũng kết quả này cũng giống giống như lần trước thầy có nói đấy. Và đặc biệt hơn thì họ thấy là cái wild type này thì nó lại tương đồng hơn với cả cái tế bào healthy để cái cột dọc này. Đó. Ngoài ra thì họ cũng phát hiện thấy rằng là ở bên cái đột biến FLT3 ITD này đấy thì các cái tế bào ấy thường hay có đi kèm với cả cái đột biến NPM1 này nữa. Và thường là không có thêm các đột biến khác ở bên dưới.
như là GATA2 RUNX1 hay là IDH1, trong khi các cái bên phía wild type này thì lại có các cái đột biến ở bên này. Cho nên ở đây thì họ cũng nói là cũng ủng hộ giả thuyết một phần là cái FLT3 đủ bản thân nó có thể tạo nên được cái đột biến AML này, à, nên cái bệnh AML này. Tiếp theo đó thì họ đã tiến hành so sánh để phân loại ra được cái gene nào là tăng biểu hiện và gene nào là giảm mức độ biểu hiện. Thì họ lấy cái gene expression của cái ITD này, à em quên không nào, trong đấy thì họ lấy trong cái nhóm này thì họ thấy rằng là cái ITD1, ITD2 và ITD3 là ba cái sample mà nó có cái mức độ tương đồng với nhau khá là cao. Cho nên là họ lấy riêng cái ITD1, 2, 3 này để làm ba cái mẫu mà chủ yếu phân tích cho các cái số liệu mà họ trình bày phía sau ạ. Thì từ từ cái ba cái này thì họ lấy được 730 gene là tăng mức độ biểu hiện và 1021 gene là giảm mức độ biểu hiện. Thì cái tăng mới giảm mức độ biểu hiện ở đây thì là họ so sánh với cả cái mẫu healthy này chứ không phải mẫu wild type. Thì cứ cái mẫu nào mà cái tỷ số expression của ITD mà chia cho cái healthy mà trên 1 thì họ để là tăng mức độ biểu hiện, mà dưới 1 thì là giảm mức độ biểu hiện. Và cái chấm đỏ ở đây Em cho tôi hỏi là cái BBSC họ có bao nhiêu sample em? dạ, họ có hai sample. À, như vậy là họ lấy ba một cái group là có Ba. đột biến là cái ITD 1, 2, 3 thì họ so Vâng. sánh với hai cái sample BBSC. Dạ, vâng ạ. Kỳ ha. Chứ không so sánh với lại cái wild type mà đi so sánh với lại cái À, BBSC. dạ có, về sau họ có so sánh wild type nhưng mà tí phần này chắc em sẽ nói tiếp sau ạ. Nhưng mà ý là họ phân thì họ phân dựa vào cái này để họ phân ạ. Thì đấy, thì có cái nào mà cứ lớn hơn một thì là tỷ số lớn hơn một thì họ để là up, còn nhỏ hơn một là down. Còn cái nào mà họ đây họ có ghi một cái chấm đỏ là ITD specific up, như là các cái mà nó rất đặc trưng cho ITD này thì họ lấy cái giá trị lớn hơn 4. Nếu cái mức độ biểu hiện nó lớn hơn, cái tỷ số lớn hơn 4 thì họ sẽ tô nó thành màu đỏ, còn nhỏ hơn 4 thì tô thành màu đen. Và lọc ra được 134 cái gene là có màu đỏ như này và 77 gene là có màu đen như thế này. Đây thì họ chủ yếu là so sánh với cả tế bào CD34 này, chính là cái BBSC này. Ngoài ra cũng có so sánh với cả wild type. Nhưng mà cái wild type nó tăng không có nhiều đúng không? Dạ. Cái ba ITD cộng nó là cái nào vậy em? Dạ, 3 ITD cộng chính là cái 1, 2, 3 đấy ạ. Như vậy Còn thì 4 ITD cộng chính là mấy cái này đấy ạ, là cái 6, 2, 6, 2, à, 6, 7, 8, 4 ạ, là 4 cái còn lại đấy ạ. Thì họ nhóm vào một cái ạ. Như vậy thì thấy được là hai có nghĩa là có đột biến thì nó cao hơn so với lại là wild type với lại cái healthy hả? Dạ, Rồi. vâng. Mà tiếp tục em. Thì từ 134 cái gene mà tăng biểu hiện này đấy ạ, thì họ đem so sánh với cả cái mẫu mà mắc AML nhưng mà wild type đấy ạ. Thì ở đây họ thấy rằng là cái cũng không không có sự khác biệt nhiều lắm á. Sau đó họ so sánh luôn với cả một cái tế bào, đây cũng là tế bào healthy nhưng mà tế bào này là bone marrow ạ, tức là cái tế bào gốc nhưng mà có nguồn gốc trong tủy xương. Còn cái tế bào này là có nguồn gốc ở trong máu ngoại vi ạ. Thì thông qua cái này họ thấy rằng là các cái up regulation gene ở đây thì nó vẫn quần tụ về cái đường chéo này, trong khi các cái gene này nó nằm hẳn lên trên này. Thì họ nói rằng là thông qua cái data của họ thì họ nói rằng là nếu như mà cái FLT3 nó ảnh hưởng đến quá trình biệt hóa đấy thì nó sẽ phải ảnh hưởng ở cái con như ảnh hưởng ở các cái yếu tố nó nằm ở phía rất là sau của cái con đường tín hiệu ấy.
để cái con đường bên trên nó vẫn giống các cái tế bào gốc ở trong tủy xương, thì nó chỉ khác, nó chỉ làm thay đổi ở bên dưới, tức là nó chỉ khác các cái tế bào trưởng thành khi mà nó được đẩy ra trong máu ngoại vi ấy. Còn cái bên trên này thì nó không có sự thay đổi mấy, do nó vẫn giống với cả, vẫn có tương quan giống với cả tế bào có nguồn gốc trong tủy xương nhiều hơn. Đó, họ có một kết luận như vậy. Dạ, Cái này thì xa quá ha, làm sao mà đi được một cái kết luận, mà có nghĩa là làm sao mà không xác định được cái là level suggest này. thì gợi ý ạ. Dạ. Họ gợi ý thế, còn tí nữa về sau chứ họ sẽ tí nữa về sau thì họ mới chứng minh cụ thể nó là con đường nào ạ. Dạ. Họ gợi ý là em cũng không hiểu sao họ, tại họ nói là cái kết quả của họ thì suggest rằng là cái MLT3 nếu mà có ảnh hưởng đến biệt hóa thì nó sẽ phải rất là, cái từ đấy họ ghi là quên mất, further down ấy, nghĩa là nó rất xa của cái con đường tín hiệu này ấy, bởi vì nó giống cái bone marrow nhiều hơn là giống cái tế bào trưởng thành trong máu ngoại vi ấy. Dạ. Dạ, ngoài ra thì họ cũng họ cũng so sánh luôn với cả cái giữa hai nhóm ITT, một nhóm 3 cái ITT 1, 2, 3 và một nhóm 4 ITT còn lại đấy, như hình vẽ vừa nãy đấy. Thì ở đây họ lại nói rằng là em thấy nó khá tương đồng, nhưng mà họ lại nói rằng là do cái có cái biểu đồ này nên là họ nói cần có nhiều hơn một loại tế bào làm cái reference đấy, để đánh giá cái mức độ biểu hiện của cái FLT3 ITD. Mà em thấy nó cũng khá tương đồng nhau, không biết là ý họ như thế nào. Dạ, sau đó thì họ lấy các cái 134 cái upregulation gene này, họ so sánh với cả hai cái cohort khác có số mẫu lớn hơn nhiều ạ. Thứ nhất là 461 cái sample của từ một nghiên cứu của ông này ạ, và 200 cái AML sample của người trưởng thành từ TCGA ạ. Thì họ thấy rằng là cái data của họ là khá tương đồng với cả hai cái cohort này. Đã, về cả cái 134 cái gene tăng biểu hiện và 77 gene giảm biểu hiện. Họ có lấy ví dụ của một số các cái gene mà nằm trong cái nhóm này ạ, mà họ quan tâm như RUNX1 hay các cái, thì đều thấy là có sự tương đồng với cả cái bộ số liệu của họ. Vâng, tiếp theo thì họ đã xong cái phần đánh giá cái mức độ biểu hiện của gene này, thì họ sẽ tiến hành tiếp theo là cái DNA-seq. Thì cái phần DNA-seq này em xin trình bày lại, vì có một số anh chị mới thì em xin trình bày lại cái phần hồi trước thầy có dạy ạ. Thì cái DNA-seq này mục đích của nó để phát hiện ra các cái vùng DHS, là viết tắt của từ là DNA Hypersensitive Site. Thì nó dựa trên một cái lý thuyết rằng là cái nhiễm sắc thể đấy thì được nhìn chung là được cấu tạo từ các cái nucleosome ấy, và xoắn vặn lại đấy. Thì các cái nucleosome thì được tạo thành từ các cái sợi DNA quấn quanh các cái là màu đen này, quấn quanh các cái protein histone là màu vàng này. Thì họ thấy rằng là các cái vùng nào ấy, mà vùng DNA nào mà không liên kết với cả protein histone, còn gọi là naked DNA đấy, thì cái vùng đấy sẽ có tăng sự phiên mã, tức là tăng biểu hiện của gene ạ. Thì các cái vùng naked DNA này nó cũng do không có liên kết protein histone cho nên nó cũng chịu tác động của một loại enzyme là DNase 1. Thì cái enzyme DNase này nó sẽ cắt các cái đoạn DNA mà naked này ra. Thì do đó là họ đã, cái kỹ thuật này đầu tiên họ sử dụng cái DNase 1 để cắt cái đoạn mà naked DNA và đem giải trình tự, thì sẽ thu được rất nhiều trình tự mà nó map vào cái, khi mà map lên cái gen tham chiếu thì nó tạo được một cái peak ở ngay đúng cái đoạn naked DNA này. Từ đấy thì mình sẽ xác định được có vị trí nào là vị trí mà là naked DNA, hay nói khác là vị trí DHS này. Ngoài ra thì trên cái vùng naked DNA này thì có thể có gắn thêm một số các cái TF, là các cái transcription factor. Thì nếu mà như có gắn cái transcription factor này thì cũng không chịu ảnh hưởng của cái DNase 1, thì nó sẽ tạo ra một cái chỗ lõm nhỏ trên cái tích này.
và họ cũng sẽ phát hiện được là cái vị trí đấy là có gắn cái TF. Dạ, và cái kỹ thuật ở đây sử dụng của trong cái bài của họ là DNA-seq. Vâng, thì quay về bài này ạ. Thì sau khi mà tiến hành cái DNA-seq xong ấy, thì họ tiếp tục lại tiến hành để tiếp tục tiến hành đánh giá xem là có cluster được thành hai nhóm hay không ạ. Đánh giá cái mức độ tương quan của hai nhóm FLT3-ITD và wild-type, thì họ thấy rằng là lại một lần nữa lại có sự tương đồng của cái nhóm FLT3-ITD này. Thì các cái mức độ của nó cũng gần như là bằng một hoặc là xấp xỉ bằng một, trong khi ở bên wild-type này thì thấy rằng là cũng không có sự tương đồng nhiều lắm. Chỉ duy nhất có cái chỉ duy nhất có hai cái sample ở wild-type, đấy là WT2 và WT3 này, thì nó có cái sự tương đồng với nhau cao hơn. Thì họ phát hiện rằng là cái WT2 và WT3 này là hai cái mặc dù là không mang đột biến FLT3 nhưng mà lại có đột biến ở cái RUNX1 này. Cho nên là họ cũng nghĩ rằng cái RUNX1 này là nó cũng tham gia vào cái quá trình ảnh hưởng đến cái chromatin signature này. Tiếp sau đó thì dựa trên các cái DHS họ thu được ạ, thì họ tiến hành visualize các cái DHS này ở trên các cái gene mà thuộc các cái gene này là thuộc 134 cái gene mà tăng biểu hiện đấy, để xem rằng là các cái DHS này nó có nằm gần hay là nó có nằm trong các cái gene tăng biểu hiện này hay không ấy. Thì ví dụ như ở đây họ lấy một cái gene là MET16 ấy, họ khi mà họ visualize lên thì họ phát hiện ra rằng là đúng là có một cái peak của DHS ở đây mà chỉ xuất hiện ở trên các cái tế bào ITD này thôi, hoàn toàn không có trên cả hai tế bào healthy cũng như là cả trên các tế bào wild type. Và họ check lại bằng cái mRNA expression đi ạ. Thì đúng là các cái mẫu ITD thì đều có tăng biểu hiện gene, tức là màu đỏ là tăng biểu hiện ở trên cái vùng mà có DHS này. Còn cái wild type thì đều là giảm biểu hiện. Duy chỉ có cái WT1 này là nó lại có đặc điểm khá là giống với cả các cái ITD này. Thì họ phát hiện ra rằng là cái WT1 này là mang đột biến NVAX, tức là đột biến này mặc dù không có đột biến FLT3 nhưng lại có đột biến NVAX này, cho nên là họ không nghĩ rằng là cái NVAX này nó cũng nằm cùng trong một cái con đường tín hiệu được kích hoạt từ FLT3 ạ. Tiếp theo thì là họ tiến hành vẽ một cái biểu đồ heat map sử dụng các cái DHS, các cái peak của DHS từ các cái tế bào AML chia cho các cái peak của DHS trên cái tế bào healthy ạ. Và qua đó thì họ đã cluster được khoảng 2.000 vị trí DHS là có cái peak nó tăng ở trên cái nhóm FLT3 ITD này, và cũng có tăng ở trên cái FLT3 ITD và giảm trên cái wild type, và ngược lại thì cũng có những cái cluster mà nó giảm trên ITD và tăng trên wild type này. Thì họ kết luận rằng là cái FLT3 ITD nó vừa có tác động positive và vừa tác động negative lên các cái vùng DHS. Sau đó thì họ đã vẽ các cái DHS này bằng một cái biểu đồ density. Ở đây thì các cái DHS mà họ sử dụng đấy, thì họ chỉ lấy các cái DHS là distal DHS rồi. Bởi vì họ chỉ lấy các distal DHS vì họ nói rằng là các cái DHS thì được chia làm hai loại là DHS ở xa và DHS ở gần vị trí promoter của gene ấy.
Tuy nhiên họ phát hiện rằng là cái DXS mà gần promoter của gene ấy, thì lại không có sự khác biệt nhiều so với cả khác biệt nhiều giữa hai nhóm ITT và wild type. Cho nên là ở đây thì họ chỉ visualize các cái distal DXS và họ phát hiện rằng là có khoảng 3.728 các cái distal DXS mà nó có cái độ dài khoảng từ 200 cho đến 250 base pair, và nó có cái peak của nó gấp ít nhất là 2 lần so với cả cái mẫu healthy này. Thầy và các anh chị còn nghe em nói không ạ? Còn em cứ tiếp tục đi em. Em sợ là em bị rớt. Dạ vâng. Sau đó thì họ kiểm tra lại bằng cái kiểm tra lại xem cái vùng này xem có thực sự là tăng mức độ biểu hiện của gene hay không ạ. Thì họ vẽ lại một cái thì họ plot một cái heat map của các cái gene mà nằm gần nhất với cả từng cái DXS này. Thì đúng là các cái gene này nó có tăng mức độ biểu hiện ạ. Tiếp theo đó thì họ sử dụng cái dữ liệu DNA methylation của họ để họ kiểm tra luôn cả thứ nhất là cái DNA methylation tại chính cái vị trí DHS đấy và thứ hai là DNA methylation tại cái vị trí khởi đầu phiên mã của cái gene gần nhất đấy. Thì họ cũng phát hiện thấy rằng là ở cái vùng mà có cái sự khác biệt lớn nhất này thì có giảm cái mức độ methyl hóa ở cái T-test này thì họ bảo là cũng có sự tương tự nhưng mà em thấy nó không rõ ràng lắm. Và họ có kết luận là cái mặc dù trông như vậy họ kết luận rằng là cái mức độ methyl hóa thì nó không đáng kể bằng cái sự thay đổi trên cái chromatin signature, cho nên họ đánh giá là cái methylation, cái sự thay đổi trên methylation này là cái secondary event so với cả cái thay đổi trên cái chromatin ạ. Dạ. Tiếp theo thì họ lấy các cái DHS mà có cái fold chain nó lớn hơn hai ở trên ba cái mẫu mà ITD 1, 2, 3 họ overlap với nhau ạ. Thì họ phát hiện rằng là có 1.216 cái DHS là có share giống nhau giữa ba cái mẫu này. Tuy nhiên họ phát hiện rằng là cái ITD 3 và 2 thì overlap với nhau nhiều hơn là so với cả ITD1 ạ. Thì quay lại ở đây thì cái ITD 2 và 3 ấy, là nó đều có cái đột biến gen ngoài cái FLT3 nó đều có đột biến gen là NPM1 ạ. Trong khi cái ITD1 thì không có. Thì họ mới để kiểm tra xem là liệu cái NPM1 đấy nó có tác động gì đến chính bản thân nó đấy, một mình nó thì có tác động gì đến cái vùng DHS này hay không ạ? Thì họ overlap tiếp cái ITD 2 và 3 này với cái VKT1. VKT1 là cái không mang đột biến FLT3 nhưng mà có đột biến NPM1 giống như hai cái này ạ. Thì kết quả là chỉ có 157 DHS rồi. Hoặc như ở đây thì họ có như ở đây thì em không nhớ cái này nó là thì thông qua cái B này là họ đã loại bỏ được cái khả năng là NPM1 này một mình nó có khả năng là làm ảnh hưởng lên cái sự phân chia là sự biểu hiện của ở các cái DHS ạ. Còn cái phần phần này thì em không nhớ là mục đích của họ là gì. Sau đó thì họ lấy các cái gene mà gần nhất với cả các cái DHS 1216 DHS này thì họ làm gene ontology làm để xem cái chức năng của gene đó là gì ạ. Thì họ thấy rằng là chủ yếu các cái gene mà gần cái DHS đấy nó liên quan nhiều đến các cái tín hiệu trong tế bào cũng như là cái hoạt hóa của tế bào. Ngoài ra đây cũng có một cái con có biết là con đường là map PK. Họ tiếp tục là họ lấy cái
họ tính cái khoảng cách từ cái vị trí khởi đầu phiên mã của cái gene gần nhất đến cái DHS, và họ plot nó để xem là cái theo tương quan cái mức độ biểu hiện của gene ấy, thì họ kết luận là rằng là các cái gene mà nó nằm gần các cái DHS ấy, thì đều có mức độ biểu hiện gene là cao hơn so với cả các cái gene mà nằm phía xa. Ở đây thì họ có làm cụ thể hơn là họ có lấy được ba cái ví dụ. Đây chính là ba cái gene mà là ta xác định là có tăng mức độ biểu hiện đấy. Thì họ để tìm xem là xung quanh hay là gần cái gene này hay là thậm chí là trong cái gene ba cái gene này thì có cái DHS nào mà nó rất là specific với cả cái đột biến FLT3-ITD hay không ạ? Thì họ đều tìm thấy là có các cái DHS specific với cả cái ITD ở trong hay là gần ba cái gene này. Tuy nhiên thì họ thấy rằng là có ba cái có ba cái mẫu ấy mà có mang cái đột biến RUN X1 ấy, đấy là ITD 9, VKT3, VKT2 đấy. Thì họ thấy rằng là ba cái mẫu này có mức độ biểu hiện gene thì khá là giống nhau. Mặc dù là cái FLT3 thì là khác nhau nhưng mà cái mức độ biểu hiện gene của nó là tương đối giống nhau, thì họ nghĩ rằng là cái RUN X1 này nó có tác động lên cái quá trình mà FLT3 nó ảnh hưởng đến các cái vùng DHS. Ngoài ra thì họ còn thấy có một cái WT1 này là nó có một cái DHS giống như là cái nhóm ITD bên trên này. Và cái WT1 này thì mang cái đột biến gen là NRAS như em đã nói ở trên, thì cũng là một trong những cái activator của cái con đường MAPK. Sau khi phát hiện ra được các cái DHS đấy rồi thì họ sử dụng cái công cụ là Homer để họ xác định xem là các cái DHS đấy thì nó sẽ có trình tự ACTG là như thế nào, và các cái trình tự đấy thì nó có là cái vị trí gắn, vị trí mô típ gắn của các cái transcription factor nào hay không. Thì họ thống kê được là các cái DHS đấy thì có 46,3% các DHS đấy là vị trí gắn của cái run x1. Tất cả đây đều là các cái transcription factor, là các cái yếu tố phiên mã, và đây là tỷ lệ gắn của nó trên các cái DHS mà họ tìm ra. Và tại họ có nói thế là những cái này là các cái mô típ mà là phổ biến nhất trong việc gắn lên các cái 1216 cái DHS đấy. Sau đó thì họ kiểm tra lại bằng cách là họ ở bên này là các cái DHS mà ở trên họ đã vẽ được ấy. Và phía bên này thì là các cái vị trí của các cái vị trí gắn của các cái transcription factor này, để họ xem là cái phân bố của các cái transcription factor này nó có tương đồng với cả các cái vị trí ở trên DHS này hay không ạ. Thì họ thấy rằng là nó cũng 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 khá là tương đồng khi mà nó cũng chủ yếu tập trung ở phía dưới này. Ở bên ở đây thì họ cũng có vẽ cái biểu đồ cụ thể hơn để mình xem được. Sau đó họ phân tích thêm ở các cái transcription factor khác, cụ thể là các cái GATA hay là STAT5 đấy. Thì họ thấy rằng là nó không có đặc điểm giống như là các cái transcription factor mà họ đã quan sát được ở đây. Thì họ mặc dù các cái transcription factor này nó rất quan trọng cho cái quá trình phát triển của tế bào gốc ấy, tuy nhiên là nó không có đặc điểm tương tự như các cái yếu tố ở trên. Vì vậy thì họ sẽ chủ yếu sẽ tập trung phân tích vào
các cái transcription factor này, đặc biệt là cái RUNX và cái AP1 này. Thì ở đây là họ làm cái tiến hành làm cái ở đây chính là họ làm chip seq đúng không ạ? Thì như thầy nói thì để họ xem cái sự biểu hiện của cái RUNX1 này nó có giống như là cái biểu hiện của cái DHS này hay không. Thì họ thấy rằng là cái pattern biểu hiện của cái RUNX1 này nó rất là giống so với cả cái DHS ở trên các cái mẫu sample này. Và họ cũng thấy rằng là cái mức độ biểu hiện của RUNX1 ở trên các cái mẫu đột biến ITD này thì đều tăng cao cả, trong khi là trên cái wild type thì cái thì có cái không. Và từ đó thì họ mới visualize cái gen RUNX1 này, và họ phát hiện rằng là ngay chính trong cái bản thân cái gene RUNX1 này nó cũng có các cái DHS, và họ vẽ được các cái motif mà có gắn với transcription factor ở cái RUNX1 này, cụ thể vị trí 43 KB downstream ấy. Thì họ thấy rằng là cái RUNX1 này nhiều khả năng nó cũng bản thân nó cũng sẽ tự kích hoạt chính nó ấy. Theo em hiểu là như vậy. Ở đây thì cũng là họ làm thêm trên các cái gene khác đấy. Đây thì họ nghiên cứu tiếp về cái AP1, vì cái AP1 này họ thấy rằng là nó là một trong những cái transcription factor mà nó được điều hòa bởi cái con đường map PK này đấy. Ở đây họ tiến hành một cái là cái EMSA này, em cũng không hiểu lắm ạ, nhưng mà kết quả ở đây của họ ý muốn nói là cái trên các cái tế bào mà FLT3 ITD này thì đều có sự biểu hiện của AP1. Trong khi ở trên cái mà không cái wild type không có đột biến FLT3 ITD đấy, thì phải có cái sự kích hoạt của cái AP1, tức là phải có cái chất này bổ sung vào đấy thì nó mới biểu hiện. Thì muốn nói là cái FLT3 ITD này, bản thân đột biến FLT3 ITD này nó luôn luôn kích hoạt cái AP1 này. Ở bên này thì họ làm thêm một cái là Western blot. Ở cái bên này thì em cũng cũng chưa hiểu ý tưởng họ làm. Dạ, cái này thì họ có nói rằng là cái FLT3 này nó cũng liên quan cả đến cái mặt cả cái con đường start file này nữa. Thì khi mà bổ sung các cái siRNA mà nó chống lại cái FLT3 này thì cái start file này nó cũng không được biểu hiện. Theo em nghĩ là như vậy. Dạ, có anh Thắng làm cái Western blot này, anh có diễn giải được kết quả này không ạ? Dạ. Thắng ơi, không biết Thắng còn nghe không không nữa. Dạ, chứ em xin đi tiếp ạ. À, đi tiếp đi. Dạ vâng. Em và sau đó thì họ cũng bổ sung các cái siRNA mà nó nhạy cảm cả FLT3 ấy, thì họ thấy rằng là đều có sự sụt giảm của các cái gene mà các cái gene mà trước đây các cái gene này các cái gene này chính là các cái gene mà tăng mức độ biểu hiện ấy. Thậm chí đưa cả cái các cái inhibitor của cái con đường MAPK vào thì cũng cho kết quả tương tự, nó cũng giảm mức độ biểu hiện của các cái gene đó. Ở bên dưới này thì họ cũng cho cái
họ sử dụng cái chip xích cho cái CFOX này, là một cái thành phần của cái phức hợp AP1 này, khi mà chip với cả cái FLT3 siRNA này thì nó cũng giảm mức độ biểu hiện cái màu hồng này, nó cũng giảm mà màu đỏ này nó cũng giảm mức độ biểu hiện này. Ở đây thì là họ lại lấy thêm một cái data khác nữa, họ lấy thêm một cái data khác nữa để giống kiểu vậy đây lại đấy. Thì ở đây họ có dựa trên cái cơ chế là cái vùng nào mà gắn với cả cái các cái protein histone này thì sẽ không lên và biểu hiện là màu đen này. Còn nếu mà naked DNA thì đầu tiên nó sẽ là màu đỏ, sau đó là đến một cái vùng đen và sau đó là đến một cái vùng xanh này. Thì khi mà họ map lên ấy, thì họ thấy rằng là ở trên cái sample mà ITD này thì nó xuất hiện cái vùng đen nhiều hơn là so trên tế bào healthy ấy. Thì chứng tỏ là trên cái ITD1 này nó xuất hiện nhiều cái vùng đen này hơn, tức là nhiều cái DHS mà nó nó xuất hiện nhiều cái vị trí DHS này hơn. Và cụ thể là cái ở đây thì họ làm riêng cái DHS mà liên quan đến AP1 này. Đây thì họ cũng tiến hành làm thêm một cái mô típ tương tự, thì cũng thấy rằng là cái ở trên cái data này thì phát hiện thấy AP1 cũng là một trong những cái mô típ biểu hiện nhiều nhất. Cái sự biểu hiện của các cái vị trí của AP1 này nó cũng giống như là ở bên trên nhé, là nó cũng khá là nhiều ở cái khu vực phía bên dưới này. Dạ vâng. Và cuối cùng ở đây thì họ đã tổng kết lại rằng là họ phát hiện ra được là có riêng một cái nhóm mà transcription factor đấy nó có liên quan với nhau, nó có mức độ liên quan với nhau trong quá trình mà biểu hiện ra các cái vùng DHS ạ. Và cái kết quả cuối cùng của họ là đây ạ, thì họ nói rằng là cái mô hình hai cú hích ấy thì có thể là không đúng với trường hợp FLT3 ạ. Và đây là con đường mà họ đặt ra, thì là FLT3 đột biến ấy, thì nó sẽ kích hoạt theo con đường RAS, sau đó là MAPK đến APK1. APK1 thì nó sẽ tác động lên RUNX, và RUNX này thì sau đó là khi mà được tăng biểu hiện ấy, nó sẽ tiếp tục là cái transcription factor cho các cái gene khác và cũng cho chính bản thân của nó. Đã. Ý tưởng của bài này nó hơi như vậy, nhưng cái phần cuối em đọc chưa được kỹ lắm ạ, nên là có thể Rồi, cảm ơn em. Nhưng mà là thật chất ra thì cái này chỉ là suy luận thôi chứ không có cái bằng chứng trực tiếp tí nào, đúng không? Tôi cũng thấy thử knock down cái AP1, đúng không? Nó thử coi coi là mấy cái run nó tương tác nó mấy cái target gene như thế nào. Cũng không thấy có. Đó. Mà xong xuôi là rát đồ mấy cái phần mà đen đen phía trên là kiểu như là chấp nhận hết, đúng không? Đâu có chứng minh cụ thể. Tôi biết là cái bài nó đã dài lắm rồi, đúng không? Đó. Nhưng mà dĩ nhiên là nó cũng chưa có thuyết phục được hết tới tận tập. Rồi, cảm ơn em. Cái bài rất là dài ha mọi người ha. Quá trời quá đất luôn, quá trời thành nhiều thông tin. Thì em cái phần cuối em chưa đọc được kỹ lắm nha em. Em ơi, cho tôi hỏi, em đang show cái hình số 19 này nè. Là nó làm có nghĩa là cùng một cái data đó thôi nhưng mà cái cách nó phân tích là khác thôi, đúng không? Dạ, Chứ họ lấy một cái data khác ở đây. Họ còn lấy một cái đây là họ có
Dạ. Họ có, em nhớ họ có lấy à không biết, à hình như là hình như vẫn data đấy sao ấy? Em à hình như họ sử dụng thuật toán là Wellington này. Dạ. Đúng Không rồi. ạ. Vâng, họ dùng thuật toán khác anh chưa học kỹ lắm nhỉ. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Có ai hỏi gì không mọi người? Bây giờ em kết lại, em quay lên cái slide mà có cái hình abstract, em kết lại để cho mọi người có cái take home message của em. Tại cái bài này nó dài, nó lộn xộn á. Tôi với em thì làm lâu rồi thì cái gene này thì còn biết đúng không? Mọi người sẽ rất là khó. Dạ. Vâng ạ. Thì cái abstract này thì em cũng chỉ nói được vế bên này. Thì cái thế bài báo này thì họ muốn chứng minh rằng là cái FLT3 ITD này thì nó được biết đến là các nó sẽ làm kết quả cái quá trình phát triển và tăng sinh của tế bào đấy ạ. Tuy nhiên là bài này thì nó muốn chứng minh cái FLT3 này nó cũng điều hòa lên sự biểu hiện của gene nữa. Thì họ chứng minh rằng là cái FLT3 khi mà bị đột biến ấy, thì nó sẽ kích hoạt theo cái con đường RAS MAPK pathway này thông qua các cái transcription factor AP1 này, NFKB này đến các cái vị trí DHS này ấy, và nó sẽ tạo ra các cái transcription factor này nó sẽ cắn lên các cái DHS này và nó tăng mức độ biểu hiện của các cái gene, trong đó có cả cái gene đóng vai trò là can transcription factor và cuối cùng làm tăng mức độ biểu hiện của các cái gene đích ạ. Dạ. Ý bài này nó kiểu như vậy ạ. Rồi, dĩ nhiên là nó không phải giống như cái sơ đồ mình vẽ là cái gene đó nó tạo ra cái RAS chỗ này kia, không phải giống như vậy nha mọi người ha. Thì nó chỉ là cái mũi tên, nó là cái tác động ha, cái tác động đó với lại cái gene hay là cái pathway đó, chứ nó không có liên quan gì tới cái phản ứng hóa học xảy ra cái gene đó, tạo ra cái gene đó, không có ha. Rồi, ở trong đây lúc mà người ta làm cái sequencing cái exonic mutation của 55 cái candidate á em, là thấy hình như là chỉ sử dụng cho cái bảng ở dưới cái hình heat map đúng không em? Vâng, họ có đưa thêm một cái file đi kèm ạ, nó có cái phần supplement material và nó có vâng, nhưng mà họ ý là họ chắc chỉ quan tâm đến các cái gene mà liên quan đến đây gồm cái transcription factor và AP. Dạ vâng, tâm Hồi đến cái nãy thì em có nói tới là cái đột biến của hai cái hàng đầu đúng không? Cái FLT3 với lại cái NPM1 với lại cái RUN X1 đó. Chứ còn mấy cái khác như là cái DMT3A hoặc là cái TET2 đồ thì nó không có bàn tới trong cái bài này đúng không em ạ? Dạ không, họ không không nhắc đến trong bài này vì cái FLT3 với MP1 này thì họ thấy nó hay đi cùng, hay hai cái đột biến nó hay xảy ra cùng với nhau. Vì thứ hai là đây là hai cái mà nó chính là cái yếu tố để phân loại cái mức độ nặng nhẹ của bệnh nhân ấy. Tức là có cái đột biến em thấy lạ là họ phân là nếu mà có cái đột biến NPM1 này mà không có đột biến FLT3-ITD hoặc là cái FLT3-ITD cái allele ratio nó thấp ấy, thì là cái có cái mức độ tiên lượng tốt ấy. Còn đấy, như là cái đột biến NPM1 này mà đi kèm với thì nó lại là có tiên lượng tốt nên em cũng hơi hơi thấy lạ. Thì đây là cái mà nó hay sử dụng cùng với cái FLT3 để phân loại đánh giá tiên lượng cho bệnh nhân ấy. Rồi. Trong khi cái này wild type MP1 thì nó lại là xấu ạ. Cái mà nếu mà giờ người ta nói là trong cái bài này nói là những cái đột biến á, phía trên
của cái có nghĩa là hai cú hit đúng không? Nếu khi mà có đột biến cái SLTG thì không cần phải có hai cú hit. Nhưng mà tôi thấy ở cái wild type á, của cái wild type mà của cái đột biến SLTG á, nó có cái đột biến run 1, run x1 em. Thì ở đây thì hồi nãy là mình chỉ cần có cái đột biến SLTG thôi thì mình cũng có thể dẫn đến cái ung thư AML đúng không? Đó. Vậy nếu mà có những cái đột biến mà không có cái FLT3 mà có đột biến run X1 thì nó có dẫn đến cái regression của cái AML không? Cái 1x1 thì cái 1x1 thì thực ra nó nằm cái em không có 1x1 nó nằm ở bên cái nhóm này, cái class 2 mutation này. Thì ý tôi Đó. hỏi là bây À giờ dạ. nói là chỉ có cần class 1 thôi, có nghĩa là có cái FLT3 thôi thì nó cũng regression được đúng không? Bây giờ mà mình thấy rõ ràng là cái run S1 là downstream của cái FLT3 đúng không? Thì bây Vâng giờ hỏi rằng giờ có đột biến cái run S1 có class 2 á, đó thì nó có thể tự dẫn tới được không? Có nghĩa là mình phá hủy luôn cả hai luôn đúng không? Hai cú hit có nghĩa là một trong hai có là nó đều dẫn tới hết chứ không cần phải hai cái theo thứ tự đúng không? Dạ. Ồ, cái này thì bài này em chưa thấy họ nhắc đến ạ, nhưng mà tại vì trong cái phân bố cái các cái chuyện mà hay bị được à cũng có con next Hay nó có đây bởi mới hỏi. dạ Rồi. vâng ạ. Cảm ơn em rất là nhiều. Mọi người có hỏi gì không? Mọi người bài này hay lắm đó nha mọi người. À, nhưng mà không biết sao là do cái sample nó ít đó. Đó nó chỉ lên được sell report thôi chứ tôi thấy là cái bài nó khá là hay. Dạ. Họ có là 19 cái dạ. Thấy mọi người có vẻ như im lặng quá, chán chường quá Dạ, chắc là sao em trình bày nó không được tốt lắm ạ. Tại thế em cũng hả? Không, chưa. tôi thấy em ok mà, tôi thấy ok. Chỉ có một cái là cái data nó hơi rắc rối, mọi người phải có lý luận đổ này kia. Nếu mà ai thường làm cái này á, thì sẽ hiểu được đúng không? Còn nếu không mình ít làm thì nó hơi khó một tí xíu. Rồi, cảm ơn bác rất là nhiều. Rồi, cảm ơn bác, cảm ơn Dung ha. Vậy thì bữa